Rồi ha, chúng ta tiếp tục ha. Thì ở cái phần này á, nó sẽ đâu, mình show lại cái phần chưa, đúng chưa? Chúng ta sẽ đã vào được cái controller của home rồi. Bây giờ chúng ta muốn vào tiếp nó vào cái phần detail cơ, giống như bên mình nhá. Nè, đây là detail. Quái gì vậy? Cái này của mình đang bị lỗi hay đi. Cái méo gì vậy? Cái web này. À, thì ví dụ như là đứng ở trong home này. Được chưa? Trong hôm này chúng ta vào cái trang một cái page nào đó, được chưa? Thì các bạn thấy này, vừa hôm này vừa page này, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chúng ta nhấp vào đây đi, đấy thì nó lại hôm này detail à, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ để làm sao để nó lấy được cái thằng detail này và nó hiểu rằng là tôi đang ở ngoài màn hình hôm này và tôi muốn lấy cái dữ liệu của cái thằng page này. Trong cái page này tôi xem cái chi tiết của nó thì đây, đúng không? Để cho cái đường dẫn này nó hiểu, và cái con thằng controller á, cái hình đâu ta, cái thằng controller này nó hiểu này, cái bộ máy hoạt động của thằng controller này nó hiểu này, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như sau ha. Cái này tắt đi đã. Rồi vào đây, bắt đầu là chúng ta sẽ vào đây và chúng ta vào lại cái thằng index.php, và chúng ta sử dụng một cái hàm nó SPL auto red function ha. Rồi ủa, nó có phải hàm này không ta? SPL gì ta, nhiều lắm mà sao nó không sâu ra đây. Là gì nhỉ? SQL Autored. SPL này. Autored mình viết lộ. Đây này, thằng này này. Đấy thằng này ra. Sử dụng hàm này ha. Hàm này nó có tác dụng là nó sẽ ví dụ như nó new một cái, nó tự động gọi ra một cái phần sân ra ha. Một cái đây gọi theo cái function này ra. Thì function ví dụ mình gọi function autoread đi, là tự động read một cái function với cái này là class như chẳng hạn đó. Rồi xuống đây nó sẽ nhập vào đây là autoread ha. Autoread không biết viết như này, viết như nào nhỉ? Autoread mình để cho nó một cái ngoặc nha. Auto sẽ viết như này. Lấn cấn bộ này như ta. Rồi, Autoread thì nó correct này. Xong rồi đó mình sẽ xem bên này này. Đây này, thay vì việc này này. Đó, mình hỏi đây. Được chưa? Bóp dòng này sang bên này. Đâu, xem bên này. Được chưa? Nếu kiểm tra xem là thằng này nó có tồn tại thằng này không. Có không? Có thì chúng ta require nó vào ha. Ủa, nó có một cái, sao cái này nó có một cái gì đó? Require quan cái thằng này vào đâu, mình xem bên này mình copy cho nhanh đi. Đó. Thì mình đi qua cái thằng class chứ, cái chỗ này nó phải đặt class này. Ngược lại nếu không,
nó sẽ vào đâu ạ? Thứ nhất là controller, cái thứ hai là vào core đi. Core. Rồi e. À. Rồi, nó hỏi xem có không? Có, tao đã lấy mày ra. Rồi, chữ core này thay bằng như này ha. Rồi. Thế này đi, ngược lại. Nếu kho xong rồi tới phần model ha, model khoai đó, model nhấp vào đây rồi chúng ta sửa lại một chút đi cho nó đúng cái quy trình. Cắt cái thằng này cho lên đầu. Cắt nếu ngược lại. Chúng ta lấy thằng co trước ha. À, chúng ta kiểm tra thằng xem nó có thằng co trước không, rồi đánh thằng con trơ tới thằng mô đồ ha. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thằng ok. Chúng ta sẽ có một cái hàm ở trong cái app này này. Được chưa? App này chúng ta sẽ có một cái class. Chúng ta có một cái class. Thằng app ha. Class cái app. Hai. Ha. Rồi chúng ta mới bắt đầu làm việc này ha. Rồi ha. Thấy cái màu đỏ này không? Màu đỏ này là đang báo lỗi ha. Thì trong một cái class thì nó phải có một cái hàm function. Function này của mình là cái thằng hàm construct này. Construct nó là một cái hàm là gọi là hàm mặc định khi mà vào tới cái khi mà gọi thằng app này ra. Gọi cái thằng class app này thì nó sẽ tự động nó sẽ gọi cái thằng này vào. Nó sẽ tự động nó sẽ hoạt động cái thằng này ha. Rồi, thì ở đây chúng ta từ từ đã. Xóa thằng này đi và chúng ta echo có ha. Có. Được chưa? Rồi, chúng ta quay ngược trở lại cái thằng này thì chúng ta sẽ new cái thằng app này ha. New cái thằng app này ra. Được chưa? Đó. Chúng ta new cái thằng app này thì tại thì khi mà mình new cái thằng app này á thì tức có nghĩa là mình đang gọi cái thằng thằng class app này ra ra ngoài sao ạ, ra ngoài index, ra ngoài trang chủ, ra ngoài file index này ha. Thì rồi bây giờ thực hiện này xem nó có được không nữa. Lỗi này nó có này, được chưa? Thế thì bây giờ bảo là làm sao để nó show cái thằng thằng này này, show thằng này, đây là thằng này ra đúng không, nó show ra màn hình này. Thì chúng ta vào đây chỗ thằng thằng echo có này, echo có này đúng không, thằng echo có này chúng ta thay vào là một cái biến, là biến control, một cái biến control name ha. Controller sẽ bằng new new cái biến này, new cái thằng thằng này ra thì new thằng này ra, được chưa? Đúng, đúng phương thức này nó phải như này chứ chúng ta đúng không? New rồi. New cái thằng control name này ra thì tức là new là sao, là nó sẽ tự động gọi cái thằng home này, cái thằng home này đúng không? Bây giờ nhá, từ từ mình ẩn thằng này đi đã, tức là mình sẽ echo cái thằng này ra, được chưa? Echo đấy, thử xem nó có được không nữa, chắc là không được. Varim nhé,
và thêm cái biến này ra ha. Thì đây này, thằng home này, được chưa? Khi mà chúng ta new 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 cái thằng home này ra, new new cái thằng home này nè, new thằng home thay vào đây ha, nó thay vào chỗ này là new cái thằng home này, là new, là new cái class không. Rồi thì ở đây trong cái class thằng home này, được chưa, chúng ta phải có một cái class, class gì ạ, home, nó phải gọi được cái thằng class home này ra, được chưa. Xong rồi vào đó, khi mà có class thì chúng ta phải là sao ạ, function, function, function cái thằng contract, sao không được ta, con contract này ra ha. Thì thằng contract này nó để yên vậy, điện thoại đó, được chưa. Xong rồi khi mà đây là mặc định, nó phải gọi cái thằng này ra, mặc định ha. Nó vào nó sẽ gọi thằng này đầu tiên, vào làm việc là thằng này đầu tiên. Rồi ok, đó, được chưa. Rồi ví dụ như như đây, chúng ta sẽ tạo ra một thằng này đây, tại thằng controller này chúng ta tạo ra một cái thằng thằng gì, admin, admin đi, bởi vì về sau mình cũng phải phải tạo một thằng admin.pp ha. Thằng controller này thì sang đây mình copy cho nhanh ha, nè, thay lại admin, admin ha, admin, không phải mình gọi gọi theo cái thằng này cho nó chuẩn ha. Còn chắc đây là controller, admin ha, nè, chúng ta admin ha, đó, quá, anh nghĩ nó phải gọi thằng admin này ra chứ hả? Sao nó vẫn gọi, đây là controller home này. À, chỗ này mình chưa thay ha. Đây mình thay vào một cái biến. Đấy, được chưa. Này, ừ, không, home, được chưa. Thế bảo là bây giờ bảo là làm sao, làm sao để là ừ, bây giờ tôi muốn giống cái thằng bên này nè, là tôi lấy thằng detry cơ, detry nè, vào đây phải detry đúng không ạ, chứ không mặc định, mặc định nếu mà ấn từ home này, ấn từ home này nó phải vào là vào thằng index, được chưa. Rồi thì tiếp theo nhá, chúng ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo. Rồi đứng tại đây rồi ha. Rồi bắt đầu tiếp tục này, chúng ta bắt đầu khi mà tới đây chúng ta sẽ hỏi xem là thằng URL này nó có tồn tại hay không, đúng không? Vì nếu mà cái thằng home này nó không còn tồn tại, không tồn tại, nó như này, nó không tồn tại, nó gọi là nó không tồn tại, được chưa. Nó phải có thằng home này hay thằng admin, home hoặc admin, admin thì mới được gọi là tồn tại ha. Thì ở đây thì chúng ta kiểm tra xem là nó có tồn tại hay không, được chưa. Nếu kiểm tra nó có tồn tại hay không, nếu khác em t này, chưa, chuyển vào đây xem là cái hàm này, hàm là hàm kiểm tra rỗng ha, xem nó có giá trị, nó có rỗng không. Nếu nó làm vào đây, được chưa, thì chúng ta sẽ có một cái tiếp tục lại new nó ra, lại lấy nó ra ha. Ở đây là new activation, à, cũng y chang này luôn, được chưa. Nó lấy, nó bắt đầu nó tiếp tục, nó lại lấy cái tiếp tục rồi ha. Thì tới đây á, nó tiếp tục nó hỏi xem là cái thằng URL này này, thứ nhất là nó có rồi đúng không, sau đó nó lại lấy tiếp tục cái thằng 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 nói chung là
Nó bắt đầu lấy sang tới cái thứ hai, nó sẽ làm như sau. Nó sẽ lấy cái thằng addition ha. Rồi ha, thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hàm, là hàm chúng ta phải hỏi. Nó có một cái hàm mà rồi nó hỏi là xem là nếu nó có một hàm hỏi xem rằng là cái thằng này là có tồn tại trong cái thằng này hay không. Method edit này, được chưa? Thằng controller này là trong cái phương thức này này, là trong cái này này, trong cái thằng thằng này này, ví dụ thằng home này, nó có tồn tại một cái phương thức, ví dụ như là một cái function nữa, function public này. Public function nó gọi là như ở kia thì nó gọi là pay ha, pay. Nó có tồn tại cái phương thức pay này không, được chưa? Có, nếu mà có thì là chúng ta echo ra, echo có đi ha, echo pay, được chưa? Rồi chúng ta sang cái thằng bên này, cái thằng bên này này. Rồi chúng ta lấy cái thằng này hỏi xem là nó có tồn tại hay không, tồn tại hai cái phương thức này không, trong trong cái thằng này nó có cái thằng này không, được chưa? Rồi nếu mà có thì chúng ta làm gì, đúng không? Được chưa? Thì chúng ta lại có một cái là chúng ta hỏi nữa, thì cái này nó đã nghĩa là L ngược lại thì nó sẽ như thế nào ha. Và mình cứ để đây, tới đây mình lại hỏi tiếp rằng là cái thằng này này nó có rỗng hay không. Nhưng mà nếu mà nó khác rỗng á thì chúng ta sẽ làm việc sau, là controller này cho vào đây, à từ nó cái này trước đấy, có nghĩa là khi mà chúng ta nếu này, là nếu là cái thằng này nó có cái phương thức này không, tức có nghĩa là thằng Artisan này nó có tồn tại ở trong cái thằng này hay không ha. Và mình hiểu là ví dụ như cái này là một cái phương thức, nhớ không nhầm nó là phương thức, thì thử xem là có cái đối tượng nào, ví dụ như cái thằng này là cái đối tượng nào ta, đối tượng detail pay đi. Đấy, có cái đối tượng pay này ở trong cái thằng admin này không, có đối tượng pay này ở trong cái admin này không ha. Thì chúng ta đã new một cái phương thức nó ra rồi, và trong cái đối tượng đó chúng ta có cái đối tượng nào là đây này, đây là đối tượng này, đây là một đối tượng, còn nguyên một cái này nó là một cái phương thức ha, một cái class, một cái, nói chung là nó là một cái phương thức, một cái class ha. Còn đây là đối tượng trong cái đối tượng của cái class home này, thì chúng ta hỏi xem là nó có cái thằng này ở trong trong cái thằng home này không. Rồi thì ra ngoài này á, thì ra ngoài này chúng ta tiếp tục, nếu mà cái thằng này nó tồn tại thì chắc chắn là nó tồn tại thì nó mới vào được từ đây ha, nhưng mà mình vẫn phải hỏi. Thì khi mà nó vào vào cái thằng này là nếu mà nó có tồn tại thì nó mới bắt đầu nó vào đây ha, nhưng mà cứ hỏi cho nó vui. Ok, thì thằng controller này, được chưa? Nó sẽ trỏ tới cái thằng addition này, được chưa? Nó sẽ trỏ tới addition. Ồ, mà cái này thấy đặt tên nó hơi kỳ ha. Addition name. Name name ha. Addition name. Các bạn viết lại nhìn cho nó đỡ kỳ cục. Thì addition name ha, thì xem cái addition name này nó sẽ trỏ tới cái addition name đó. Thì addition này.
Addition nó là cái thằng này này. Pray addition. Đó này. Copy cho các bạn dễ hiểu ha. Nó là cái addition. Còn cái thằng này nó là thằng control. Control name này. Ha. Đấy. Thì thằng controller name này nó mình new nó lên rồi. Và mình new nó là cái thằng home này này. New cái thằng home này lên rồi. Là tôi gọi cái thằng home này ra. Được chưa? Và tôi gọi cái thằng home này admin à. Home chứ. Thằng home mới có. Ha. 15 home pay. Home pay và dòng 15 nó bị lỗi rồi. Dòng 15 thằng nào đây? À, mình chưa có chấm phải. Thì khi mà dòng 15 này nó lấy ra được rồi thì nó lại lấy tiếp cái thằng URR đây. Lấy tiếp cái thằng biến URR. Ha. Thì đây. Nó không có ba lỗi. Thế thì fan đây cái thằng param này, nó là cái thằng param này. Ha. Thằng param này nó tiếp tục được lấy ra. Ok man play ha. Home mình chọn này đi play. Ok man play ha. Nè, lấy play không? Home. Không có. Play. Không có. Được chưa? Không có. Và sao ạ? Không có thì sao ạ? Cho này vào thì nó mới lấy ra. Thì ở đây á, chúng ta sẽ có một cái biến param. Thì này, chúng ta sẽ varum cái thằng param này ra ha. Với cái echo cho nó không ra đâu. Xem echo nó ra không. Không hiểu phương thức nó lắm. Nó là dạng string nó không vẫy được ha. Cái này varam này. Varam ra là các bạn thấy ngay. Các bạn thấy được nó ngay ha. Đó, không? Nè. Đấy. Nó này. Ha, nó là cái thằng này này. Không? Ví dụ như bây giờ mà chúng ta tiếp tục này. Chúng ta copy cái thằng này đi. Đấy, chúng ta gọi là detail. Dạ. Rồi. Param luôn. Nó giống như bên này này. À, play này. Detail. Mình làm lại y chang ha. Thì ở đây thì cũng là param luôn. Nó cũng lấy cái thằng này về. Thì thằng này về. Lấy thằng này về thì nó mới lấy được ra. Nó phải có một cái. Rồi dần dần thì mình sẽ nói tiếp ha. Thì nó lấy thằng này về này. Detail. Không, nó lại cũng lấy được một thằng này về. Này. Đó. Ví dụ đây mình lấy số 4 nhé. Lấy số 4 này. Được chưa? Đó, nó là như vậy đó. Được chưa? Rồi thì ở đây thì video này cũng dài rồi. Thì mình sẽ dừng ở đây ha. Thì cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn tiếp những cái phần khác. Mình sẽ gọi cái thằng view này. Cái thằng view này, những cái thằng view nó là các cái layout ra này. Ra bên ngoài ha. Nó lấy những cái layout này ra bên ngoài cho các bạn ha. Rồi thì ở phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phần này ha. Thôi quay lại video tiếp theo ha. Rồi.